Trái cây và rau xanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho xương khớp của chúng ta. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trung Quang Huy và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một cái điều rất là đơn giản mà nó sẽ rất tốt cho xương khớp của các bạn. Đó là gì? Chúng ta cần phải bổ sung nhiều trái cây và rau xanh để tốt cho xương khớp của mình. Bởi vì trong trái cây và rau xanh nó chứa rất nhiều các vitamin và khoáng chất như là canxi, kali, đúng không ạ? Phốt pho, vitamin A, C, B khá dồi dào, phong phú. Và rau xanh và trái cây có tác dụng khá tốt đối với các bệnh đau nhức xương khớp các bạn nhé. Người bệnh sẽ nhanh chóng cải thiện cái tình trạng bị viêm khớp, giảm đau nhanh triệu chứng đau nhức nếu như thường xuyên bổ sung các cái loại thực phẩm này, đúng không ạ? Các cái loại thực phẩm này nó là những cái thực phẩm nó rất là dễ kiếm, dễ tìm ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như là những thực phẩm chứa nhiều vitamin C như cam, bưởi, dưa, đu đủ, chanh dây và dâu tây, đúng không ạ? Một số loại cải như là cải bila này, cải mầm này, cải xoăn này, bông cải xanh thì đều là những nguồn thực phẩm rất tốt cho người bệnh bị đau nhức xương khớp bởi vì nó chứa nhiều khoáng chất. Vitamin C có thể giúp chống lại sự phát triển của viêm đa khớp và viêm khớp dạng thấp vì nhiều lý do. Vitamin C nó chính là một chất chống oxy hóa rất là mạnh. Nó có khả năng chống lại các phân tử gây ra viêm. Thứ hai là vitamin C đóng vai trò là một đồng yếu tố trong việc tổng hợp collagen và protein chính trong các cái mô khớp và mô xương. Cho nên việc bổ sung vitamin C rất là quan trọng trong cái việc là giúp chúng ta chống lại cái tình trạng đau nhức xương khớp, viêm khớp dạng thấp hay là viêm đa khớp. Đó. Và ở trên tôi đã nói rồi, các cái thực phẩm rất là quan trọng để giúp chúng ta bổ sung được vitamin, nó đến từ các loại rau xanh, nó đến từ các loại hoa quả như là cam, chanh, đúng không ạ? Nó đến từ rất nhiều loại rau xanh, cho nên là hàng ngày chúng ta cần phải bổ sung thật nhiều rau xanh để giúp cái cơ thể chúng ta được bổ sung nhiều vitamin C, nó rất tốt cho xương khớp của chúng ta các bạn nhé.